Xin chào anh em ha. Nay cũng là 19 tháng 8 âm lịch rồi anh em. Để cập nhật lại cho anh em những cái cây mà nụ nhỏ mình xịt sau được 2 lần cái 10 60 10 anh em ha. Thì nay mình cập nhật lại coi mức độ nụ của nó nè anh em ha. Đây anh em xem. Hiện tại bây giờ nó cũng được như bằng cái tâm mình rồi anh em ha. Đây là những cái cây nụ nhỏ mà mình ở đây mình bị nó ba bốn cây anh em, thì mình xịt được 2 lần 10 60 10 rồi. Nay cũng là cái mình xịt tiếp cái cử thứ ba. Thì ở trên mà anh em pha với cái liều lượng là gấp đôi như cái hướng dẫn sử dụng á, thì cái lá cái đồ nó cũng chừng lại anh em ha. Còn những cái cây mà nó như thế này thì đọt ra bao nhiêu thì anh em cứ bấm bấy nhiêu nha. Đấy. Ra đọt là ngắt hết anh em ạ. À. Mình cử này là mình không có cho nó đi đọt với những cái cây mà nụ nhỏ này nữa. Anh em mà để nó đi đọt nữa là nó cứ bao nhiêu cái dinh dưỡng, cái phân mình tưới hoặc là mình xịt vô là nó cứ trời nó đi đọt thôi, là cái nụ mình nó rất là lâu lớn. Cho nên là ngắt hết anh em ạ. Tầm này là vuốt hết, không để một cái đọt nào nó đi cả. Ừ. Những anh này gọi là những cái cây mà nó cũng gọi là nó đủ tàn sao á anh em. Nó đủ tàn sao á. Cho nên là giờ mình ra đọt mình ngắt hết. Để anh em thấy mình xịt được hai cử 16 10 10 rồi thì cái nụ nó lên cũng tính ra cũng nhanh ha. Còn trường hợp mà cái cây của anh em mà nó còn quá dày á, nó dày lá quá thì anh em có thể là lãi bớt lá chân ha. Để anh em xem nè. Nó cũng bằng cái tâm hết rồi anh em ha. Ừ. Đấy. Đấy, cây thứ nhất là những cái cây này. Như cây này cũng tính ra nó cũng hơi rậm anh em. Cây này có thể là mình sẽ lãi thêm lá chân cho nó tiếp. Lãi tiếp khoảng tầm 10% nữa cho nó tập trung nó lên nụ cho nó nhanh. Ha, đây là cái cây thứ nhất. Để mình qua cây thứ hai mình quay cái cây gọng chữ C này cho anh em xem ha. Cái cây này thì mình lúc trước mình cũng hay mình làm hai cái clip liên quan đến cái vấn đề mà nụ nhỏ anh em. Cũng cập nhật lại luôn cho anh em xem ha. Tình hình của em nó làm sao. Đấy. Anh em nhìn ra nó mới tượng nè. Nó nhỏ như là nó nhỏ hơn cái tâm nữa. Cây này thì nhỏ hơn cái cây nãy anh em. Thì hôm nay mình pha mình xịt với cái liều lượng là gấp đôi trong hướng dẫn sử dụng. Chẳng hạn như ở trong đây chỉ là 16 lít nước là anh em pha cho 40 gram ha. Thì cái này anh em pha với liều lượng là 80 gram ha, 80 gram trên bình 16 lít này ha. Đấy. Ở trên thì anh em xịt như vậy, còn ở dưới thì anh em vẫn tưới cái hàng 3 số 17 nha anh em. Ở dưới thì anh em tưới cứ cách nhau 20 ngày ha. Cứ 20 ngày anh em tưới 3 số 17 một lần. Thì anh em tưới cái liều lượng nó cũng cũng đậm hơn một chút xíu nha. Trước thì mình pha 1 ký nó trung bình là 300 lít nước, hiện nay anh em pha 1 ký nó 200 lít nước ha. Đấy, cứ thế là anh em chia ra anh em tưới thôi. Mưa quá mấy hôm nay mưa quá anh em không biết chỗ anh em sao chứ. Ở trong Nam mình là cứ sáng mưa chiều mưa. Không có cái thời gian để cho nó ráo lá để mà xịt hoặc là ráo chậu để mà tưới luôn á. Như ngày mai ngày mốt là bắt đầu tưới cử phân tưới nữa rồi mà ống mưa chậu nó cứ ướt ướt như thế này nè anh em. Ướt ướt như thế này mình cũng đâu có tưới được, cũng phải chờ chậu nó ráo thôi mình tưới nó mới hiệu quả. Đấy, cập nhật nụ kim chút 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 này cho anh em xem rồi tiếp tục mình xịt cử thứ ba. Cái này anh em xịt có thể là buổi sáng hoặc là buổi chiều ha, chứ không nhất thiết là anh em phải chờ trời mát đâu.
cứ đừng có xịt, né buổi trưa ra thôi, né buổi trưa mà trời nắng gắt thôi. Còn hỏi 8-9 giờ mà anh em nhìn trời mà ổng còn âm u á, mà lá nó ráo nước như thế này á, thì anh em vẫn xịt luôn ha. Nụ kim rất bé nha anh em. Cái cây trước này nó còn bằng như cái cây, cái chân nhang, còn cái này nó nhỏ hơn chân nhang đó ha. Mà tính ra đọt nó khựng lại như thế này thì nó cũng tập trung nó lên cũng rất là nhanh thôi. Đọt ra bao nhiêu anh em cứ cứ tỉa hết. Đây trường hợp mà những cái cây mà nó đủ tàn sao, hoặc là anh em có những cây rin á, cây rin mà nó khó làm nụ á, khi mà anh em nó ôm được kim rồi, hiện tại bây giờ là nó đi trễ hơn người ta rồi, thì ở trên mình phải xịt cho hút cho nó kịp với những cái cây mà nó nụ vừa. Đọt ra anh em bấm hết đi, bấm hết. Mình ở đây là tầm này là mình không có những cây nào mà ôm tàn sao, ôm kim sao như thế này là không có lấy cái đọt nào hết đó anh em. Nó tương đối nó đủ rồi ha. Rồi để mình pha, mình xịt trực tiếp luôn cho anh em xem ha. Đó, anh em nào mà những cây nào bây giờ nụ kim nhỏ như thế này thì anh em cứ pha xịt luôn nha. Cũng có thể là anh em cộng với vô kẽm luôn anh em ha. Thì ở cái 16-10-10 này á, thì anh em vẫn pha theo cái hướng dẫn là của cây công nghiệp anh em ha. Ở đây với cái bình mà 16 lít như thế này á, thì mình pha không hết, mình xịt cũng không hết cái bình này á, thì anh em pha chừng nửa bình, thì anh em trung bình vậy là anh em cứ 3 muỗng này thôi anh em ha. 3 muỗng này anh em pha cho 10 lít nước ha. Ở trong cái 16-10-10 này á, thì nó có một cái muỗng sẵn, nó giống như là cái muỗng của N3M á. Thì chẳng hạn như anh em mà có 1-2 cây á, thì anh em xịt không hết cái 10 lít á, thì anh em pha cho cái bình mà nó 1 lít rưỡi, loại lít rưỡi bình vàng á anh em, thì anh em pha cho 1 muỗng rồi ha. Cái bình đó hình như là 1 lít rưỡi, 2 lít gì đó, anh em pha cho 1 muỗng thôi, 1 muỗng lưng á anh em. Lưng muỗng đó thôi, chừng khoảng tầm 10 gram thôi, là anh em có thể là xịt cho 1-2 cây được rồi ha. Ở đây thì mình 3-4 cây, cho nên là mình pha cho 10 lít nước với lại ba cái muỗng ở trong cái hũ nó có sẵn. Đấy, anh em vô nước anh em cứ kể cả này nó cũng nhanh tan lắm anh em, chứ nó không phải như cái lọn viên, như cái hàng NBK dạng viên. Đây là nó nhiễm sẵn rồi. Này là anh em chỉ cần cho nước vô là nó tan hết trơn à. Nhớ là khi anh em mà xịt như thế này á, thì anh em xịt cũng kỹ ha, mình xịt từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài ha, anh em đừng có bỏ sót nhánh nào nha. Tại vì mình khi mình xịt cái 16-10-10 này á, là những cái cành nhánh nó hẩm thấu đều, thì nó sẽ có hiệu quả hơn là anh em để sót ha. Đây mình xịt cho nó từng cây một, nhưng nó cũng sẽ rất là kỹ anh em ạ. Một cây như thế này có thể là một cây mà cái tàn nó khoảng tầm 1m2, 1m5 như thế này, thì mình xịt chắc cũng phải tầm 2-3 lít đó anh em. 2-3 lít đó, nó mới ướt đều hết từ trong ra ngoài. Thì anh em xịt trước mắt là xịt như mình xịt cử này là tầm 4 giờ chiều nè anh em. Thì có thể là sáng mai thì anh em chỉ xịt sương nước qua, xịt sương cái nước lạnh mình qua anh em. Là anh em chỉ rửa cây sơ như vậy thôi. Còn nếu mà những cái cây như thế này á, mà anh em có thể là kẹp với lại xịt sâu luôn cũng được ha. Sâu thì anh em có Mazzono, có hút sâu gì anh em sử dụng hút sâu đấy. Anh em kèm trùng, kèm cùng luôn anh em xịt. Hoặc là bỏ trĩ anh em, anh em có thể kẹp chung ha. Hoặc là cái thuốc trị nhện đỏ anh em cũng có thể kẹp chung luôn ha. Nhện đỏ thì anh em có thể xài cái hàng SRA99 á, anh em pha với liều đậm á, là anh em xịt nó cũng trị nhện đỏ cũng rất là hay. Như xịt như thế này á, thì anh em cứ chẳng hạn như ngày hôm nay là ngày 19 tháng 8 âm lịch, anh em xịt đi, sáng mai anh em xả thì nó rơi khoảng tầm 3-4-5 ngày sau á, là anh em chậu nó ráo là có thể anh em pha cái NBK 3617 anh em tưới luôn ha. Thì trung bình cứ là 20 ngày anh em tưới cho nó một lần. Cái liều lượng là 1kg trên 200 lít nước ha. Mà anh em để chậu ráo nha. Những cái cây mà nụ nhỏ như thế này á, thì lúc nào anh em cũng phải quan tâm sát sao đến nó, với cái vấn đề là nước tưới nha anh em. Nguồn nước tưới thì lúc nào anh em cũng để nó ở chế độ gọi là gà khô 20-30% ha, không để nó ướt quá chậu là anh em nụ nút nó cũng khó ôm ha.
Thì ở clip trước mình có chia sẻ cái phần mà xiết nước về những cái cây mà nó khó làm nụ như thế này á, hoặc là nụ nhỏ như thế này á, thì anh em cũng có thể là tìm đến cái clip trước để xem lại ha. Rồi, mình chia sẻ cái phần xịt của 16-10-10 rồi. Rồi xin chào hẹn anh em những clip tiếp theo đi ha.